Theo kết quả xét nghiệm, hơn 85.000 thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 vào ngày 3 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện ra 18 mẫu gộp dương tính. Mỗi một mẫu gộp như vậy thì có 10 đến 15 thí sinh hoặc là cán bộ coi thi. Thành phố vẫn sẽ tiếp tục tiến hành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 ngày 7, ngày 8 tháng 7 tới đây với các biện pháp bảo đảm an toàn phòng dịch tốt nhất. Đối với 18 mẫu gộp dương tính thì thành phố đang xét nghiệm mẫu đơn để xác định trong số mẫu gộp này có bao nhiêu thí sinh và cán bộ coi thi dương tính. Từ đó sẽ tiến hành cách ly và điều trị. Tất cả những thí sinh thuộc trường hợp này sẽ thi đợt 2. Đối với những thí sinh còn lại đã tham gia lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 sẽ đều được dự thi đợt 1. Hiện thì toàn thành phố có 85.000 thí sinh đã được xét nghiệm COVID-19, chiếm 95%. Kết quả xét nghiệm âm tính là điều kiện bắt buộc để thí sinh dự thi đợt 1. Khi đi thi thì thí sinh cần phải trình giấy chứng nhận và phiếu báo dự thi. Số thí sinh không được đi lấy mẫu do ở các tỉnh thành ngoài thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải tự đi xét nghiệm COVID-19 và phải mang theo giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính bản chính có dấu đỏ mới được tham gia vào kỳ thi. Ngày mai thì các em học sinh lớp 12 sẽ làm thủ tục để bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì có gần 5.000 học sinh từ các tỉnh thành theo học tại các trường trên địa bàn của thành phố. Trước diễn biến của dịch bệnh phức tạp thì chiều qua, thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản thông báo cho phép thí sinh ở các tỉnh đang theo học tại thành phố Hồ Chí Minh được phép đăng ký thi tại tỉnh thành nơi cư trú, tạo điều kiện cho các thí sinh ở xa hạn chế việc đi lại. Tuy nhiên, hôm thứ Bảy vừa qua thì hàng ngàn thí sinh từ khắp các tỉnh thành ở xa đã phải có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh để kịp lấy mẫu xét nghiệm. Mỗi một học sinh đều có nhiều tâm tư trước kỳ thi đặc biệt này. Em Tuấn Kiệt ở Đồng Tháp, học tại một trường trung học phổ thông ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với 40 học sinh ở nhiều tỉnh vừa được gia đình đưa trở lại ký túc xá của trường vào cuối tuần qua để lấy mẫu xét nghiệm và chờ ngày mai bắt đầu làm thủ tục tham dự kỳ thi. Tụi em đối mặt cái áp lực nó cũng lớn, chống dịch, rồi ôn thi, rồi thi nữa. Hơn cả ba áp lực nhiều. Tụi em chỉ mong đó là thi có thể là điểm cao, để đổi nguyên nhận một nhiều. Mấy anh chị năm trước thì hình như là có vào ôn được 3 tháng để thi, còn bọn em thì không, chỉ nên là bọn em không ôn được, nhưng ôn bằng hình thức online thôi thì nó ít hơn. Ngay trong chiều qua, thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho phép thí sinh có thể làm thủ tục đăng ký thi ngay tại tỉnh nơi cư trú. Tuy nhiên, thực tế học sinh ở xa đã phải tập trung về thành phố từ cuối tuần qua để chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm và ở trong ký túc xá trường chuẩn bị tham dự kỳ thi. Dạ, nếu như mà có quyết định sớm hơn thì em vẫn ở dưới để dự kỳ thi, tại vì ở dưới thì tiện hơn là lên đây tốn công phụ huynh phải đưa đón này nọ. Nhà trường tới các cái điểm đón học sinh ở các cái điểm kiểm soát giáp thành phố an toàn cho phụ huynh, cho học sinh đỡ phải di chuyển nhiều, tiếp xúc nhiều trong tình hình dịch bệnh phức tạp như thế này. Cũng đã có chuẩn bị đầy đủ các phương tiện từ về phía nhà trường về phía các cái điểm thi, thì cuối cùng chúc cho cái kỳ thi tốt nghiệp trung học năm nay là thành công, tốt đẹp. Hiện nay, những thí sinh ở xa cũng tranh thủ ôn thi ngay trong trường với sự hỗ trợ của giáo viên chủ nhiệm. Nhiều em cũng đã quyết định đăng ký thêm kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để có thêm cơ hội vào trường đại học như mong muốn.